Lê Anh, nguyên phóng viên báo Tiền Phong. Người đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Chanh, nguyên Thứ trưởng Bộ Điện và Than, sau này là Thứ trưởng Bộ Điện lực, Năng lượng, nguyên trưởng Ban Thiết kế, Ban A của Thủy điện Hòa Bình. Chọn tuyến, xác định độ cao con đập, đặt nhà máy tròn 8406 núi. Những vấn đề tối quan trọng đã được quyết định trước khi tiếng mình khai sơn phá thạch gầm vang. Thoáng chốc một thời rộn rã say mê nơi công trường xây dựng Thủy điện Hòa Bình đã lùi vào dĩ vãng, càng lùi xa hơn nữa cái thời thăm dò khảo sát, rồi tranh luận, rồi thiết kế trên những trang giấy. Và tôi quyết định gặp một người đã từng đề xuất những ý kiến cực kỳ quan trọng nhưng còn ít ai biết đến đối với công trình vĩ đại của đất nước. Người đó là tiến sĩ Nguyễn Đình Chanh, nguyên Thứ trưởng, nguyên trưởng Ban Thiết kế, Ban A của Thủy điện Hòa Bình. Tôi gặp tiến sĩ Chanh từ mấy năm trước tại diễn đàn của Hội Thủy lợi bàn về Thủy điện Sơn La. Lần này gặp lại, tôi đề xuất muốn được tìm hiểu những đóng góp của ông đối với Thủy điện Hòa Bình. Tiến sĩ Chanh từ chối thẳng thừng, Thủy điện Hòa Bình vĩ đại lắm. Phải viết về hàng trăm con người, một vài người, không nói hết được đâu. Tôi phải gợi ý, chúng tôi từng được nghe ông phát biểu đặt nhà máy trong lòng núi kinh tế hơn, thi công an toàn hơn và nhanh hơn so với xây nhà máy ngoài trời. Nay ông vẫn bảo vệ luận điểm này CHUA. Với câu hỏi này, ông đồng ý có một cuộc trò chuyện. Đây cũng là một nét tính cách của tiến sĩ Chanh để chứng minh một luận điểm mà ông cho là đúng là có ích cho dân, cho nước. Ông không hề ngần ngại và không hề tiếc công sức, cho dù đó là vấn đề gai góc, đôi khi nghịch nghĩ với nhiều người. 4 kỷ lục thế giới. Tiến sĩ Chanh khẳng định Thủy điện Hòa Bình hiện đang giữ 4 kỷ lục thế giới. 1. Đập cao nhất thế giới trên nền phù sa, nền mềm. 2. Lưu lượng đơn vị xả lỗ lớn nhất thế giới. 3. Quy mô xả sâu lớn nhất thế giới. 4. Quy mô gian máy ngầm lớn nhất thế giới. Quả là đáng tự hào về một công trình vĩ đại, nhất là khi chúng ta xây dựng công trình này khi đất nước vừa qua khỏi hai cuộc chiến tranh tàn khốc, vẫn chưa thoát cảnh đói nghèo và lạc lậu. Tiến sĩ Chanh cho biết thêm, việc khảo sát, thiết kế Thủy điện Hòa Bình, rộng ra là các phương án thủy lợi, thủy điện trên sông Đà và các con sông khác như Lô, Gâm, Chảy, đã được tiến hành những thập niên 1960 đến 1970. Thoạt đầu, còn có cuộc tranh luận nên xây thủy điện trên sông Đà trước hay trên Lộ, hôm trước. Xây trên sông Đà trị thủy tốt hơn, phát điện nhiều hơn. Tuy nhiên, bài toán về kỹ thuật, về vốn sẽ phức tạp hơn xây thủy điện trên Lô, Gâm. Tiến sĩ Chanh ngày ấy đứng về phía thủy điện trên sông Đà. Khoảng năm 1971, cuộc tranh luận ngã ngũ về phía sông Đà, cụ thể là phương án hai bậc thang, Hòa Bình và Sơn La cao. Năm 1971, mũi khoan thăm dò địa chất đầu tiên được thực hiện ở Hòa Bình. Trong tình hình chiến tranh đánh phá miền Bắc bằng không quân của giặc Mỹ vẫn đang khốc liệt, Đảng và Nhà nước ta, với sự giúp đỡ của nước bạn Liên Xô, vẫn quyết định mở một chiến dịch quy mô hết sức to lớn trên mặt trận kinh tế, chiến dịch trị thủy và phát điện trên sông Đà. An toàn là số 1. Việc khảo sát địa hình, chọn tuyến đập được thực hiện khẩn trương trong những năm 1972 đến 1975. Chuyên gia Liên Xô, chuyên gia Việt Nam đề xuất 10 tuyến đập theo chiều dài 40 km của sông Đà thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tiến sĩ Chanh đề xuất tuyến đập mé trên thị xã Hòa Bình. Các phương án được đặt lên bàn, cùng đánh giá, phân tích. Đến năm 1975, quy về 4 tuyến đập trong vòng 4 km, mỗi tuyến đều được tính toán kỹ càng. Ngày 30 tháng 12 năm 1978, quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình Thủy điện Hòa Bình được Bộ trưởng Bộ Điện và Than thừa ủy nhiệm Thủ tướng ký. Tuyến đập được chọn chính là tuyến tiến sĩ Chanh đề xuất, cũng chính là nơi đặt đập và nhà máy hiện nay. Không chỉ Thủy điện Hòa Bình, mà những đề xuất về tuyến đập của ông đều được đánh giá là tối ưu và được chấp nhận đối với Thủy điện Trị An, Thủy điện Thác Mờ, Thủy điện Vĩnh Sơn, Thủy điện Iali, Thủy điện Hàm Thuận DAMI, Thủy điện DGILH, Thủy điện Sông Hình. Đâu là bí quyết để ông đưa ra những đề xuất chính xác như vậy? Ông cười, khoảng 20 công trình thủy điện, tôi đề xuất tuyến đập đều được chấp nhận. Gần đây nhất là tuyến Nậm Nhùn, Thủy điện Lai Châu. Cái này không phải cứ đặt bút tính mà được. Phải có kinh nghiệm, có người nói vui là phải có con mắt của viện sĩ. Lại nói về Thủy điện Hòa Bình. Ngày ấy, phía Việt Nam đề xuất mực nước dâng bình thường MNDBT cho Thủy điện Hòa Bình là 105m, phía bạn Liên Xô đưa phương án 115m, cuối cùng 115m được chấp nhận, chủ yếu để phù hợp với thiết bị. Theo tính toán của Liên Xô, độ cao con đập là 125m, ông Chanh đề xuất tăng thêm 3m, lại tranh luận, tính toán và lại được chấp nhận đập cao 128m, tăng thêm 3m. Khối lượng đất đá đào đắp tăng thêm khoảng 1 triệu m2, từ 24 lên 25 triệu m3. Tiến sĩ Chanh nhớ lại,
điều này không đơn thuần là con số. Bởi phía dưới con đập là Hà Nội, là đồng bằng Bắc Bộ. Tôi chợt nhớ lại những cuộc hội thảo gần đây của Hội Thủy lợi Việt Nam, người đăng đàn diễn thuyết chủ yếu là tiến sĩ Tranh. Ông đưa ra những lập luận, những tính toán nhằm hạ độ cao MNDBT của thủy điện Sơn La từ 265m xuống 205m, từ Sơn La cao xuống Sơn La thấp. Ông nói rõ rằng, chính ngày xưa, ông đề xuất phương án hai bậc thang trên sông Đà, với Sơn La có MNDBT 265m. Nay ông giác ngộ, ông xin sửa sai, ông ủng hộ Sơn La thấp, ủng hộ phương án 3, thậm chí là 4 bậc thang trên sông Đà trước hết vì lý do an toàn. Tôi cũng nhớ rằng, những năm vừa qua, đã có những lúc phương án Sơn La cao dường như đã thắng thế, đã được quyết định. Và rồi, cuối cùng, Sơn La thấp được Quốc hội, được Bộ Chính trị lựa chọn. Ngày 23 tháng 12 năm 2004,